quý vị, ngày 11 tháng 2 năm 2023, thông tin từ cảng vụ hàng hải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đường thủy giữa hai tàu chở hàng container trên địa bàn huyện Cần Giờ thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, 5 giờ sáng 11 tháng 2, tàu Quan 2 di chuyển trên sông Lòng Tàu hướng Bà Rịa Vũng Tàu về cảng Sài Gòn. Khi đến ấp An Hòa, xã Tam Thôn Hiệp thuộc huyện Cần Giờ thì va chạm với tàu Resurgence di chuyển theo hướng ngược lại, Thời điểm tai nạn, cả hai tàu đang chở rất nhiều thùng container, bên trong chứa nhiều hàng hóa. Vụ tai nạn đã làm tàu Resurgent bị hư hỏng nặng ở mỗi tàu. Tàu Quan 2 288 bị rách ở mạng trái của tàu. Tại hiện trường, nhiều thùng container của tàu Quan 2 288 bị hư hỏng, hàng hóa rơi ra ngoài. Vụ tai nạn không gây thương vong về người. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xử lý vụ việc, làm rõ nguyên nhân. Trưa 11 tháng 2, cảng vụ hàng hải thành phố Hồ Chí Minh cho hay tàu Resurgent đã được lai dắt về cảng Sài Gòn, còn tàu Quan 2 288 đang neo tại hiện trường. Hiện nguyên nhân thiệt hại từ vụ việc đang được làm rõ. Những thông tin mới nhất sẽ được báo Thanh niên liên tục cập nhật tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube báo Thanh niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube báo Thanh niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.